Xin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: "Thầy là cây nho thật và Cha Thầy là người trồng nho. Cành nào gắn liền với Thầy mà không sinh hoa trái thì người chặt đi, còn cành nào sinh hoa trái thì người cắt tỉa cho nó sinh nhiều hoa trái hơn. Anh em được thanh sạch rồi nhờ lời Thầy đã nói với anh em." Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em, cũng như cành nho không thể tự mình sinh hoa trái nếu không gắn liền với cây nho. Anh em cũng thế, nếu không ở lại trong Thầy. Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy thì người ấy sinh nhiều hoa trái, vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì được ai không ở lại trong thầy thì sẽ bị quăng ra ngoài như cành nho sẽ bị khô héo người ta sẽ nhặt lấy quăng vào lửa cho nó cháy đi nếu anh em ở lại trong thầy và lời thầy ở lại trong anh em thì muốn gì anh em cứ xin anh em sẽ được như ý điều làm chúa cha được tôn vinh là anh em sinh nhiều hoa trái và trở thành môn đệ của Thầy. Đó là lời Chúa. Xin kính chào Cộng đoàn. Ngày hôm nay là ngày Chúa Nhật thứ năm mùa phục sinh năm B. Lời Chúa trong tin mừng theo Thánh Gioan vừa tường thuật lại cho chúng ta việc Chúa Giêsu chăn chối lại với các môn đệ của Ngài. Ngài là cây nho các môn đệ sẽ là cành nho. Vậy tất cả những ai là đi theo Chúa là môn đệ Chúa được ví như là những cành nho được gắn kết với cây nho là chính Chúa Giêsu. Và hễ cành nào gắn liền với cây nho thì cành đó sẽ sinh được nhiều hoa trái. Và thậm chí là chúng ta thấy những cành đó được cắt tỉa để làm sao đó cho nó sinh được nhiều hoa trái hơn. Vậy cảnh nào ở với cây nho thì cảnh đó có sự sống. Cảnh nào gắn liền với cây nho thì sự sống bắt nguồn từ Thiên Chúa, nơi Chúa Giêsu Kitô cũng sẽ làm cho tất cả chúng ta được sự sống ở nơi Thiên Chúa. Và Chúa Giêsu còn ví cho chúng ta thấy là Ngài là cây nho và tất cả chúng ta là cành nho được gắn liền với cây nho được ở trong Chúa và Chúa ở trong chúng ta. Vậy thì cái ở trong này chúng ta thấy nó là một cái gì hết sức đặc biệt. Đặc biệt ở cái chỗ là không phải là chỉ là ở trong bằng thân xác, nhưng người ta ở trong bằng tất cả đời sống tinh thần, đời sống thiêng liêng. Ở trong tức là tất cả mọi suy nghĩ và việc làm hành động của chúng ta luôn hướng về cái người mà mình yêu thương, người mà mình muốn được ở trong người đó và người đó ở trong mình. Chắc chắn điều này chúng ta cũng dễ cảm nghiệm được như trong đời sống hôn nhân, đời sống vợ chồng hay là trong tình yêu lứa đôi hay là trong tình yêu cha mẹ với con cái. Nếu con cái yêu thương cha mẹ và cha mẹ yêu thương con cái thì lúc nào cha mẹ cũng canh cánh lo lắng cho con cái từng miếng ăn từng giấc ngủ rồi con cái khi nghĩ đến cha mẹ yêu thương cha mẹ thì luôn luôn tìm cách này đó để hỏi thăm cha mẹ chăm sóc cha mẹ nếu khi các ngài đến tuổi già đau bệnh và những người con đó luôn dành những cái ưu tiên cho cha mẹ của mình và như thế là chúng ta thấy tất cả các hành động, các việc làm đó hướng về cái người mà mình yêu. Vậy ngày hôm nay Chúa Giêsu cũng diễn tả cho chúng ta một cái tình yêu nếu chúng ta ở trong Chúa thì chúng ta luôn luôn sống theo cái thánh ý của Thiên Chúa và tất cả mọi việc làm của chúng ta là chúng ta làm sáng danh Chúa và chắc chắn ở nơi Chúa cũng yêu thương chúng ta, Ngài luôn luôn lo lắng và cho chúng ta được ơn cứu rỗi. Miễn là chúng ta thực lòng, chúng ta sẵn sàng để cho Chúa đụng chạm vào trong con người yếu đuối, con người tội lỗi của chúng ta. Để rồi chúng ta được Chúa cứu độ chúng ta bằng chính giá máu của Ngài. Hơn nữa thì chúng ta thấy ở trong Chúa thì đó là chúng ta luôn luôn tuân giữ giới răn của Chúa. Nếu ở trong Chúa mà chúng ta không tuân giữ giới răn của Chúa thì quả thực là chúng ta không còn ở trong Chúa còn ở trong chúa thì chúng ta luôn luôn thực thi thánh ý của ngài chấp nhận tất cả những gian nan khốn khó trong cuộc sống của mình chúng ta sẵn sàng để quảng đại cho cái việc thi hành thánh ý của thiên chúa như thế chúng ta mới thực sự là ở trong chúa như chúng ta cũng thấy là trong tin mừng ngày hôm nay thánh doan đã diễn tả cho chúng ta một câu chuyện về cây nho ở trong Chúa và Chúa ở trong chúng ta để được cái nhựa sống từ cây nho đó phát xích, phát sinh ra những hoa trái vậy thì khi nào chúng ta ở trong Chúa và Chúa ở trong chúng ta chúng ta được gắn kết với nhựa sống từ nơi Đức Kitô thì chúng ta sẽ sinh được nhiều hoa trái tức là cuộc sống của chúng ta trở nên có ích lợi cho anh chị em của mình nếu Chúng ta để cho Chúa thực thi thánh ý của Thiên Chúa trong cuộc sống của chúng ta, tức là Chúa ở trong chúng ta đấy. Thì chúng ta cũng sẽ làm được những điều có hữu ích cho anh chị em của mình. Hay chúng ta có thể nói là chúng ta mang ơn cứu độ, mang tình thương của Thiên Chúa đến với anh chị em của mình. Đó chính là những con người có Chúa ở cùng. Nếu chúng ta có Chúa ở cùng thì chúng ta không thể nào ngồi yên được. Phải lập tức đứng dậy ra khỏi cuộc đời của mình để rồi có thể đi đến với anh chị em của mình là đó là những hoa trái mà Chúa mong muốn nơi cuộc đời của chúng ta. Đương nhiên, bên cạnh đó, chúng ta cũng phải chấp nhận cho Chúa cắt tỉa cắt tỉa đi những cái gọi là những cái cành nho, những cái nhánh nho nó làm cho cuộc đời của mình nó đuôi trột làm cho cuộc đời của mình không sinh hoa kết trái, làm cho cuộc đời của mình u lì ra làm cho cuộc đời của mình có thể đi đến cái chỗ trống rỗng ra không chính vì thế mà chúng ta cũng phải chấp nhận để cho chúa cắt tỉa tức là dứt khoát đi đối với con người tội lỗi dứt khoát đi đối với cái sự u lì đó để từ nay những cái cắt đứt đó nhờ đó mà chúng ta mới có thể phát triển và làm cho cuộc sống của chúng ta trở nên ơn ích hơn xin chúa giêsu yêu thương và đón nhận tất cả mỗi người chúng ta là những môn đệ đi theo Chúa được lắng nghe lời Chúa và sẵn sàng quảng đại phục vụ theo thánh ý của Thiên Chúa nhất là chúng ta được xứng đáng được tháp nhập vào trong chính màu nhiệm sự sống của Chúa của Chúa Giêsu đấng đã chết và đã phục sinh Amen